cắn đôi chân nó, cho cắn đôi chân nó, ok. Cắn luôn. Hi baby. Cắn đôi chân nó, ok. Nào đừng treo đi con, cho bé ăn, cho bé ăn đi. Tại vì dễ thương mới treo chứ. Let she eat. Còn bé không treo không được ăn. Em bé này thân thiện.